Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh giác trục lợi kêu gọi từ thiện từ vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Hàng loạt trụ đèn ở đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị trộm dây cáp. Các nhà khoa học Thụy Điển lần đầu tiên phục hồi được ARN từ một loài đã tuyệt chủng. Kết quả các trận vòng 1/8 môn bóng đá nam tại ASEAN 19 tối qua. Thưa quý vị, những ngày qua, hình ảnh vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội và hoàn cảnh các gia đình gặp nạn được chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Lợi dụng lòng tốt của người dân, đã xuất hiện những trang Facebook giả mạo kêu gọi ủng hộ để trục lợi trên nỗi đau của các nạn nhân, gây bức xúc dư luận. Những trang mạng xã hội tự phát này kêu gọi ủng hộ các nạn nhân vụ cháy ngày 12 tháng 9. Còn đây là tài khoản Facebook tự nhận là giáo viên, biết hoàn cảnh của gia đình nạn nhân nên kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên khi được chính người nhà nạn nhân hỏi thì tài khoản này lại không biết thông tin gì về nạn nhân. Không dừng lại ở vài trăm ngàn hay vài triệu đồng, có những tài khoản Facebook đã kêu gọi ủng hộ lên tới vài tỷ đồng sau vụ việc. Ở thời điểm này, mỗi sự sẻ chia động viên đều đáng quý, tuy nhiên mỗi cá nhân cần cảnh giác khi quyên góp. Liên quan đến công tác hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hôm qua cho biết, đến nay đã tiếp nhận được số tiền ủng hộ là 110 tỷ đồng. Vì số lượng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm rất lớn, nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đang đối soát với ngân hàng, đảm bảo bất kỳ ai ủng hộ tiền đều có tên trong danh sách thống kê. Bên cạnh đó, do các nạn nhân có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên các cơ quan đang tiến hành làm rõ thiệt hại của từng trường hợp, từ đó có mức phân bổ phù hợp và sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini một cách công khai. Vào tối thứ Bảy 30 tháng 9 đến sáng Chủ nhật 1 tháng 10 tới đây, nhiều khu vực tại 13 quận huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cấp nước hoặc nước yếu. Việc gián đoạn cấp nước là để phục vụ sửa chữa, bảo trì máy móc tại nhà máy nước Thủ Đức. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết sẽ tạm ngưng cung cấp nước tại một số khu vực để sửa chữa bảo trì thiết bị máy móc tại nhà máy nước Thủ Đức, thiết bị trên mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn liên tục. Dự kiến việc sửa chữa kéo dài từ 21 giờ ngày 30 tháng 9 đến 5 giờ ngày 1 tháng 10. Trong thời gian này, toàn bộ quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận bị cúp nước. Một số phường của quận 6, quận 7, quận 8, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức cũng bị cúp nước. Một số khu vực khác bị yếu nước gồm phường 2, quận Tân Bình, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và huyện Bình Chánh. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn sẽ điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Hàng triệu tấn hàng hóa Việt Nam sẽ có thể đi thẳng sang Trung Quốc bằng đường tàu hỏa, thông qua đoàn tàu liên vận quốc tế mới đi từ Bình Dương. Buổi lễ ra mắt đoàn tàu từ ga Sóng Thần đi Trung Quốc này đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức vào chiều qua. Đoàn tàu đầu tiên gồm 19 toa, vận chuyển tinh bột sắn với khối lượng khoảng 500 tấn, xuất phát tại ga Sóng Thần ngày 27 tháng 9 và dự kiến đến Phổ Điền, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 5 tháng 10. Đây là kết quả bước đầu đánh dấu nỗ lực của hai bên trong việc phát huy hiệu quả vận tải đường sắt liên vận quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năng lực hiện tại của ga Sóng Thần đáp ứng được 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm. Đoàn tàu liên vận này cũng đánh dấu việc ga liên vận quốc tế Sóng Thần lần đầu tiên trực tiếp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Dương. Sau chuyến tàu đầu tiên này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên, các công ty vận tải đường sắt căn cứ nhu cầu thực tế, tổ chức tăng tần suất chạy tàu trên tuyến. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã và đang triển khai các dự án nâng cấp cải tạo ga Sóng Thần. Dự kiến giai đoạn 2025-2030, năng lực ga Sóng Thần sẽ đạt đến 3,5 triệu tấn một năm và trở thành ga hàng hóa đầu mối lớn nhất trong hệ thống các ga đường sắt Việt Nam. Hôm qua, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa huy động lực lượng ứng cứu thành công một nhà hàng nổi bị sóng lớn đánh trôi ra biển trong đêm. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nhà hàng nổi Hải Dương ở ven sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới được chủ nhà hàng cùng một số người kéo vào tránh mưa lũ ở kênh Phóng Thủy. Tuy nhiên, khi chưa kịp kéo thì nhà hàng nổi này bị đứt dây neo trôi ra cửa biển. Thời điểm đó, trên nhà hàng nổi có 4 người, trong đó có ông Phạm Văn Dương, chủ nhà hàng. Ông Dương bị dây neo quấn làm bị thương ở chân.
Lực lượng biên phòng đã cùng người dân tổ chức ứng cứu. Đến khoảng 2 giờ 45 phút sáng, sóng đánh nhà hàng nổi trôi dần và dạt vào sát bờ biển. Lúc này, các lực lượng phối hợp gia đình hỗ trợ đưa người, tài sản trên nhà hàng lên bờ. Người bị thương được đưa đi bệnh viện. Đến 8 giờ sáng nay, nhà hàng nổi này đã được kéo vào nơi neo đậu. Được biết, trên đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thành phố Đồng Hới có rất nhiều nhà hàng nổi như thế này. Trước đó, để tránh mưa lũ, chính quyền địa phương đã cảnh báo và yêu cầu các chủ nhà hàng di chuyển đến nơi neo đậu an toàn. Tối qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tưng bừng diễn ra hội thi thiết kế lồng đèn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Trung thu yêu thương do bệnh viện phối hợp tổ chức với mong muốn tạo điều kiện cho các bệnh nhi, đặc biệt là các em từ địa phương khác đến thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh, được đón một mùa trung thu ấm áp. Hội thi có sự tham gia của 37 đội tương ứng với các phòng khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1. Mỗi đội gồm có bệnh nhi, người thân bệnh nhi và nhân viên y tế. Rất nhiều bệnh nhi và người thân cảm thấy thích thú khi được tự tay làm nên chiếc lồng đèn bắt mắt. Ở nhà thì mình được đón trung thu ở các thôn xóm, nhưng mà ở xuống đây thì các cô chú là tổ chức cho trung thu cho các bé với nhi. Là mình cảm thấy rất là vui và nó tạo cái động lực để cho các bé sớm được hết bệnh. Mỗi đội có 60 phút để tạo hình và trang trí lồng đèn. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên hầu hết các đội đều nhanh chóng hoàn thành phần thi trong thời gian quy định. Sau khi hoàn tất, mỗi đội cử đại diện lên thuyết trình về chiếc lồng đèn thành phẩm. Ban giám khảo chọn ra đội chiến thắng dựa trên 3 tiêu chí: thiết kế đẹp mắt, thông điệp ý nghĩa và phần thuyết trình ấn tượng. Không chỉ có các đội thi mà nhiều bệnh nhân đứng xem cổ vũ cũng hào hứng không kém. Ban tổ chức và các mạnh thường quân hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh, giúp các em nhanh chóng bình phục, sớm quay trở về với gia đình, bè bạn. Tiếp theo trong phần sau của chương trình: bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng bất thành tại tỉnh Tiền Giang. Đối tượng giết người tình lãnh án tù chung thân. Thưa quý vị, đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thành phố Thủ Đức mới được thông xe cách đây 10 ngày. Thế nhưng nhiều trụ đèn trên tuyến đường này bị kẻ gian cậy phá lấy cắp cắp đồng. Ghi nhận vào hôm qua, tại khu vực điểm giao giữa đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường số 8 đến cầu Mương Kênh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, dẫn vào một khu dân cư cao cấp, có tới 5 trụ đèn bị kẻ gian đào bới lấy cắp. Theo quan sát, tại các trụ đèn này, kẻ gian đào các hố sâu có bán kính khoảng 30cm xung quanh chân trụ để rút dây đồng từ dưới đất ra ngoài. Đồng thời, các nắp tre bên hông trên trụ đèn, hộp rẽ nhánh cũng bị kẻ gian cạy ra để cắt dây cáp. Nhiều người dân cho biết vụ việc xảy ra cách đây khoảng một tuần, khiến việc đi lại vào ban đêm trở nên bất tiện và nguy hiểm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Phú xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc như trên. Phường đã trình báo và đang phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức điều tra làm rõ sự việc. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 25 tháng 9 tại phòng giao dịch khu công nghiệp Mỹ Tho của ngân hàng Agribank xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mà 60 giây đã đưa tin. Chiều qua, sau 48 giờ truy xét, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp. Đối tượng bị bắt là Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, cư trú ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Hòa khai nhận vào ngày 25 tháng 9 đã đến phòng giao dịch nói trên và dùng súng tự chế uy hiếp buộc nhân viên đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động ném ghế phản công nên đối tượng bỏ chạy. Qua điều tra sơ bộ, Võ Thanh Hòa có một tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, ra trại tháng 4 năm 2018. Đối tượng có sử dụng ma túy và đang thuộc diện quản lý của xã Phước Thạnh. Vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, mở rộng. Chiều qua, 3 ngày sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa trên đại lộ Hùng Vương, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh này đã ban hành thông báo truy tìm các vật chứng của vụ việc phục vụ công tác phá án. Theo cảnh sát, hai nghi can đã cướp đi 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại. Các trang sức này có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền còn tại tiệm vàng. Ước tính tài sản bị mất khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng truy tìm xe máy hiệu Yamaha màu sơn đỏ đen, biển số Khánh Hòa, bánh xe loại mâm đúc, cánh yếm và thân xe màu đỏ. Theo camera an ninh ghi lại, hai nghi phạm là nam giới có độ tuổi 25 đến 30, trong đó một người dáng mập. Cảnh sát cho rằng đối tượng này có khả năng đội tóc giả khi gây án là lý do nhiều nhân chứng tưởng là phụ nữ. Đối tượng còn lại dáng gầy. Công an Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng, người dân khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần báo với cơ quan công an gần nhất.
Hôm qua, Đỗ Tấn Lộc, 33 tuổi, trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã lãnh án tù chung thân về tội giết người và hủy hoại tài sản. Bản án do Tòa nhân dân Trà Vinh tuyên phạt. Theo cáo trạng, khoảng tháng 5 năm 2021, mặc dù đã có gia đình, nhưng Lộc vẫn quan hệ tình cảm với chị TTQ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ngày 18 tháng 9 năm 2022, Lộc điều khiển ô tô chở chị Quy đến thành phố Trà Vinh chơi. Trong lúc trò chuyện trên đường đi, biết chuyện Lộc chưa làm đơn ly dị vợ, chị Quy bực tức rồi xảy ra xô xát với Lộc. Lúc này chị Quy lấy một con dao định đâm Lộc, nhưng bị Lộc nhanh tay giật lấy, rồi đâm liên tiếp nhiều nhát làm chị Quy chết ngay tại chỗ. Lộc tìm mua túi sách và bọc ni lông bỏ thi thể chị Quy vào, rồi lái ô tô trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến thành phố Hồ Chí Minh, Lộc đã đến nhà anh ruột và kể lại sự việc. Sau đó gia đình đã vận động Lộc ra đầu thú. Sáng hôm sau, Lộc lái ô tô chở thi thể chị Quy đến công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú. Tiếp theo, trong phần thông tin quốc tế của chương trình, dù máy bay trực thăng chở bệnh nhân từ trên núi xuống để ghép thận. Chuyện lạ làm kem từ rác thải nhựa. Thưa quý vị, hơn 100 thiếu niên bịt mặt đã xông vào cướp bóc các cửa hàng mua sắm lớn ở thành phố Philadelphia của Mỹ. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ khoảng 15 đến 20 người, thu lại nhiều đồ bị đánh cắp. Nhà chức trách Philadelphia cho biết các vụ cướp xảy ra tại khu trung tâm thành phố trong ngày 27 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đám đông bịt mặt mặc áo khoác trùm đầu và tràn vào các cửa hàng, cướp hàng hóa nhét vào túi ni lông rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi các thiếu niên này và tịch thu nhiều vật dụng, trong đó có điện thoại và nhiều chiếc máy tính bảng. Một cửa hàng bán đồ thể thao cũng bị khoảng 100 thiếu niên tràn vào cướp bóc. Hiện chưa có báo cáo về người bị thương, nhưng truyền thông địa phương đưa tin một bảo vệ tại một cửa hàng đã bị tấn công. Cảnh sát Philadelphia đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hôm qua, Bộ Thương mại Indonesia đã ban hành lệnh cấm giao dịch thương mại trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm TikTok. Chính phủ Indonesia cho biết, lệnh cấm này là nhằm bảo vệ các thương nhân và thị trường truyền thống. Bộ Thương mại Indonesia thông báo, các nền tảng thương mại xã hội chỉ được quảng bá sản phẩm, chứ không được phép thực hiện các giao dịch trực tiếp. Các mạng xã hội sẽ có một tuần để thay đổi theo quy định mới. Nhà chức trách cho rằng, việc bán phá giá trên các nền tảng truyền thông xã hội đang đe dọa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, trái lại, nhiều người bán hàng online, vốn là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Kể từ đại dịch COVID-19, nhiều doanh nhân nhỏ chỉ dựa vào doanh số bán hàng online. Nhiều chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ không đủ tiền để mở cửa hàng, vì vậy họ phải dựa rất nhiều vào TikTok. Rốt cuộc thì chính sách này sẽ làm doanh số bán hàng của họ giảm mạnh. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Momentum Works, thị trường Indonesia thực hiện các giao dịch thương mại điện tử trị giá gần 52 tỷ đô la, trong đó 5% là từ TikTok Shop. Khi nói đến cấy ghép nội tạng, thử thách lớn nhất chính là thời gian chờ đợi mà mỗi giây đều quý giá. Mới đây, lính cứu hỏa Brazil rất tự hào khi họ dùng máy bay trực thăng bay lên đỉnh núi ở bang Rio de Janeiro để báo cho một bệnh nhân đang đợi ghép tạng là ông sẽ có một quả thận mới. Ông Ricardo Medeiros de Oliveira là một hướng dẫn viên du lịch 48 tuổi, đã nằm trong danh sách chờ ghép thận suốt 9 năm qua. Do ông sống ở trên núi, việc liên lạc khó khăn, nên khi bệnh viện tìm được một quả thận tương thích với ông, thì chính những người lính cứu hỏa đã dùng máy bay trực thăng đón ông đến bệnh viện. Nhờ đó, ông Oliveira đã có ca phẫu thuật thành công và một quả thận mới sau nhiều năm chờ đợi. Lúc nhận tin, tôi không biết nên cười hay nên khóc, nên tin hay nên hoài nghi, vì có nhiều người nói rằng sẽ chẳng bao giờ đến lượt mình đâu, và cũng chưa có ai từng được trực thăng đến đón đi cấy ghép cả. Nếu không đến kịp lúc thì có lẽ ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có thể giúp được ông ấy. Cấy ghép nội tạng đã mở ra cánh cửa hồi sinh cho nhiều người đang bên bờ sinh tử. Mỗi năm toàn cầu có khoảng 40.000 ca ghép và khoảng 460.000 người đang sống nhờ một hoặc nhiều bộ phận cơ thể của người khác. Các nhà khoa học ở Thụy Điển đã lần đầu tiên phục hồi được acid ribonucleic, tức ARN, từ một loài đã tuyệt chủng là hổ Tasmania. Thành công này làm dấy lên hy vọng về khả năng hồi sinh các loài đã tuyệt chủng. Nhóm khoa học của Đại học Stockholm đã giải mã thành công ARN từ mẫu vật hổ Tasmania 130 tuổi do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Stockholm lưu giữ. ARN là một phân tử cho phép kiểm soát biểu hiện di truyền trong mỗi tế bào, đáp ứng liên lạc trong quá trình truyền tín hiệu. Các trình tự được phục hồi có chất lượng đến mức có thể xác định được các ARN mã hóa protein đặc trưng cho cơ và da,
tức là từ đây họ có thể tái tạo ARN từ cơ và da của con vật. Thử nghiệm cho thấy các phân tử mặc dù phân hủy nhanh sau khi con vật chết, nhưng nếu mẫu vật được làm khô sớm, có vẻ như ARN thực sự có thể tồn tại ít nhất 100 năm. Thành công mới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu các loại virus ARN, tức lấy ARN làm vật chất di truyền như virus gây bệnh sốt xuất huyết Ebola, SARS, bệnh dại, cảm lạnh, cúm, viêm gan C, sốt Tây Sông Ninh, bại liệt, sởi và mới đây nhất là virus corona. Các loại virus ARN có thể được giới khoa học tìm kiếm trong các mẫu động vật khô ở bảo tàng, giúp hiểu được bản chất và nguồn gốc của đại dịch. Tương lai của việc tái chế rác thải nhựa có thể nằm ở món kem vanilla. Nhà thiết kế 27 tuổi Eleonora Ozzolani đã tạo ra thứ mà cô tin là thực phẩm đầu tiên được làm từ rác thải nhựa. Đây cũng là một phần của dự án năm cuối của cô tại trường đại học Central Saint Martin tại London, Anh. Là sinh viên của ngành tương lai vật chất, cô Ozzolani đã lấy một lượng nhỏ nhựa đã được phân hủy trong phòng thí nghiệm và biến nó thành vanillin, một phân tử tạo ra hương vị vani. Sau đó, cô biến phân tử vanilla này thành món kem hương vani. Các cơ quan an toàn thực phẩm hiện xem nó như một thành phần hoàn toàn mới và không được cho phép thử cho đến khi thành phần này trải qua tất cả các thử nghiệm an toàn thực phẩm. Do đó, món kem hiện tại đang được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên là Guilty Flavors hay các hương vị tội lỗi. Dù tác phẩm chỉ đang nằm trong tủ đông, nhưng nhà thiết kế 27 tuổi vẫn hy vọng món ăn này có thể thay đổi tương lai của thực phẩm và giải quyết được cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Một người đàn ông Indonesia đang gây bão trên mạng Internet vì thói quen ăn uống xi măng hàng ngày. Đáng kinh ngạc là anh đã duy trì việc làm này trong suốt 3 năm nay. Haris Dayang Negale đến từ thị trấn Patalasang ở Takala, Nam Sulawesi, Jakarta. Haris trộn xi măng vào đồ uống, một cảnh tượng gợi nhớ đến việc pha cà phê. Người ta cũng hay thấy anh nhúng một quả chuối vào xi măng trước khi thản nhiên ăn nó. Điều đáng chú ý là Negale khẳng định những hành động khác thường này không hề khiến anh đau đớn hay khó chịu. Và chính anh cũng ngạc nhiên là đến giờ anh vẫn không thấy có tác dụng phụ nào rõ ràng. Nuốt xi măng cũng giống như khi tôi uống cà phê, trà hay nước khoáng. Nó cũng như ăn những món ăn thông thường vậy. Negale bắt đầu thói quen kỳ lạ của mình trong những hoàn cảnh cũng khác thường không kém. Từng bị mắc kẹt trong một nhà kho đầy bụi và xi măng, anh đã phải sinh tồn bằng cách ăn xi măng. Hãng thời trang Dior vừa nhắm đến những định kiến phân biệt giới tính trong buổi trình diễn mới nhất của mình tại Paris mới đây. Giám đốc sáng tạo người Italia của nhà mốt Maria Grazia Chiuri chia sẻ, bà muốn mang đến ý tưởng về sự phù du qua các loại vải. Với bộ sưu tập may sẵn mới của mình, bà Chiuri dán lên tường những affix quảng cáo giả dựa trên những khẩu hiệu phân biệt giới tính từng có trong quá khứ. Một trong những khẩu hiệu ấy là cứu lấy hôn nhân, ủi đồ đúng cách hay trang điểm thật đẹp để làm hòa với người đàn ông của mình. Chiuri nói các trang phục lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy và những khuôn mẫu xung quanh chúng ta khi còn thơ ấu, cũng như những hình ảnh khuôn mẫu về phụ nữ Paris. Bất chấp phong nền tươi sáng, các bộ trang phục phần lớn đều có màu tối với form dáng thoải mái, thoáng mát, đạo dáng cạnh những chiếc áo khoác thẳng nam tính, váy xếp ly và nhiều đồ dịch kim. Họa tiết min fleur, tức ngàn hoa, biểu tượng của Dior, được chuyển sang màu đen trắng tương phản. Trong số những người nổi tiếng có mặt ở hàng ghế đầu buổi trình diễn có các diễn viên Charlize Theron, Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Thưa quý vị, chiều qua đã bắt đầu diễn ra loạt trận đầu tiên của vòng 1/8 môn bóng đá nam ASEAN 2023. Trong đó, đội tuyển Thái Lan có cuộc so tài với đối thủ Iran để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Sự tự tin thái quá khiến cho Thái Lan bị thủng lưới ngay ở phút thứ 14. Thủ thành Lakhonphon cầm bóng quá lâu để tiền đạo Motahari ập vào cướp bóng rồi sút vào lưới trống mở tỷ số cho Iran. Khi chưa tìm được bàn gỡ hòa, Thái Lan lại nhận bàn thua thứ hai vào phút 82. Họ để mất bóng ngay gần vòng cấm. Thủ thành Lakhonphon lao ra truy cản, qua đó gây ra tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Iran được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Yassin Sanmani dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho Iran. Trong khi đó, Triều Tiên cũng chính thức đặt chân vào vòng tứ kết bóng đá nam ASEAN 2023 sau chiến thắng 2-0 trước Bahrain. Hai bàn thắng của Triều Tiên được ghi do công của Kang Kuk-chon ở phút 45-1 và Kim Kuk-bom ở phút 62.
Ở trận đấu sau đó cũng tại vòng 1/8 môn bóng đá nam ASEAN 2023, Trung Quốc có màn so tài với Qatar. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và sớm ghi được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của hậu vệ Liu Yang. Anh khiến thủ thành Qatar không kịp trở tay với pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền chuẩn xác của Phan Hao bên cánh phải. Căng thẳng xảy ra trong thời gian bù giờ cuối trận giữa hai đội và màn xô sát khiến trọng tài rút ra nhiều thẻ, trong đó có hai thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu và Trung Quốc bảo toàn chiến thắng 1-0 để lọt vào tứ kết. Ở một diễn biến khác, Hồng Kông Trung Quốc cũng có chiến thắng 1-0 trước Palestine, bước tiếp vào tứ kết gặp Iran. Trong khi đó, đương kim vô địch Hàn Quốc vừa có chiến thắng đậm 5-1 trước Kyrgyzstan. Ở tứ kết, họ sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.